Người đàn ông nằm dưới bánh xe tải này sẽ không bao giờ trở về nhà được nữa sau vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 12 tháng 5 năm 2020 tại km 10 quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tài xế Phạm Duy Khánh, 26 tuổi ở huyện Krông Bắc, điều khiển xe tải lưu thông theo hướng huyện Krông Bắc đi thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến đây, chiếc xe chuẩn bị rẽ vào đường liên thôn thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Đình Hào, 42 tuổi, ở xã Ea Kên, huyện Krông Bắc điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm khiến ông Hào bị bánh xe tải cán qua người chết tại chỗ và xe máy bị hư hỏng nặng. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã đến hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn cho biết, đây là điểm đen thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, các lực lượng chức năng cần có những giải pháp để hạn chế những vụ việc đau lòng đáng tiếc xảy ra.